Tầng dưới đủ 2 năm chứ? 30. Bắt đủ tầng dưới 2 năm đi. Ừ. Bắt đủ 200 con. 1. Cho tầng dưới 5 con đi. 1. Biết là 34 rồi nhé. Vẫn là 31. Vừa tròn 200 luôn. Ờ, về trước đây mình làm, bây giờ mình sẽ không làm. Đó, còi đồng. Rồi, vừa tròn 200 con nhá. 4 sọt, mỗi sọt 2 tầng, mỗi tầng 5. Không, khóa một bên, vào một bên xong thì lấy dây buộc xong. Lên sân luôn, cho lên sân luôn. Em ra lấy khênh đi. Mỗi đằng. Thôi bác đi trước đi. Thôi bác đi trước đi. Bác quay cái tay bên kia đây. Ôi giời, tham thì làm có gì. Cái gì đâu. Quay người quay đi ngược đi. Chồng lên, thế đấy chồng lên. Chồng. Chồng lên. Quay bà... ngược cái sòng. Ôi trời. Chàng làm cái gì. Chồng lên, chồng lên, nhấc chồng lên khênh một tay thôi. Anh khênh cho em. Chị. Từ 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 từ. Đấy nha các bác nha, đây là chim giống bán cho các bác ấy là 200 con. Về các bác nuôi sinh sản, bây giờ nhu cầu chim thịt rất là nhiều. Nên anh em nào mua chim giống để về làm bố mẹ sinh sản thay nuôi bồ câu, anh em liên hệ cho đồng chí Thao chim cú gáy, chúng mình sẽ bán giống. Trước khi bán giống mình sẽ tiêm nhỏ lưu các sơn gum các thứ đầy đủ cho các bạn. Chim rất là đẹp. Đây là những con chim giống này, mỗi một tầng là xếp 25 con và một sọt đấy. 2 năm này, 2 năm 50, chỗ này là 100 con đấy. Xếp này nó rất là đảm bảo. Đi trước đi anh. Thank you.
Có. Không, vừa kiểm tra rồi. Nhấc xuống cho nó thoáng. Không phải gì, Khơi, khơi chim như khơi lợn này. Nào. Mỗi người không à, mỗi người 2 thùng, 3 không chở được. Thùng kia cho nó lên đầu tiên, nó rộng nhất cho lên đầu tiên anh Tâm. Đấy là 15 con chim cu cườm, cu ta. Không bẹp gì đây. Không, bẹp sao được, thiết kế rồi, chuyên dụng thì đựng chim. Đấy, ba làm sao được, có ba này ngất ngây. Chẳng buộc cẩn thận vào. Mà hai ấy mà, hai dây thì bắt con cườm dây đấy, buộc tiếp thì chậm. Xong rồi. Đấy, mình nuôi nó cao sàn là không sợ. Nó mật độ thoải mái, nó chỉ ăn uống có gì đâu mà. Có lại sau một tuần sau cho máng ra ngoài hết. Thò đầu ra ngoài sạch tinh. Vâng. Nào lại sắp có cỗ rồi hả cô? Cái băng lâm buộc cái kia tuột ngay cái chỗ ấy kìa, cái dâu này này. Em díu nó lại. Hơi nhanh nhẹ quảng ấy. Chặt lại. Em lại đi đường nhé, mẹ nó còn sóc nữa. Đi buộc cho cẩn thận. Buộc ngang này nữa này em. Lấy cái dây cứng buộc ngang này cho nó khỏi xô đi xô lại. Người già người ta cẩn thận, mình an toàn là trên hết. Không thế là thế, không bây giờ lấy gì mà buộc. Chính như bác có cái cáng này là ngon rồi, nó phẳng. Ông Lâm này dẹo tí nữa có đi được không? Nó phẳng đế. Cân nhưng mà may là cái hộp viên nó cũng vuông. Chỗ này là 200, hơn 200 con. Đây. Mấy hôm nữa lại xuất 500 con. Không lấy đâu à, không lấy được cái tải nào à. Đây, mình lấy đi. Chính chủ người ta mới lấy được chứ mình lấy được. Không biết chỗ nào. Bây giờ phải nghiên cứu ra gen giống thứ nó phải đổi mới đi. Ông bà chả biết là đi ở dưới à, đi như đi nay đi nhổ sắn. Đi sắn đấy. Ôi giời, lấy cái này là trơn. Để lồng này nó thoáng mà, có như ấy đâu mà thoáng. Có phải nó thoáng, êm thôi thấy chưa? Cái này mỗi một ngăn để thêm chục con nữa chả vấn đề. Nghiên cứu rồi. Nhẽ ra là phải buộc một cái ở dưới cố định trước. Bỏ cái này ý là buộc riêng một cái để nó tạo thành cái đế chắc. Cái trên này nó không xô, nếu mà không thì phải buộc bánh trưng thì nó không xô. Thả xong đâu nói rồi lên đau ngọn.
Khánh Thành, Khánh Thành 20 con chim nhập chuồng. Quá đơn giản nha. Hợp cả Lâm nhất đấy. Lâm. Lâm chuyên gia khu vực đấy, thì nào phải hỏi Lâm, đừng có đùa. Hợp cả đấy. Nhưng mà Lâm cứ bảo không vấn đề gì. Chưa nghe hết câu được, không vấn đề gì. Nhưng công nhận là bọn trẻ con nhà Lâm làm gì được thế này. Con kia sợ. Mình bảo cho mình cứ đi. Ngân nó sói đấy, Ngân bây giờ dạy nó biết cách soi trứng. Rồi anh Lâm ngồi lên đi để đẩy xuống. Đẩy cho bác chơi nhá. Thì được rồi, được rồi. Bác ngồi lên đi. Bác gạt chị, vâng. Bác. Lâm đi trước này, trong cái. Ông đi trước đi. Ông đi trước, ông đi trước. Lâm nghe gọn hơn. Được rồi đi. Được rồi. Hai người cứ no mãi cho nhau. Mở cổng ra. Chạy ra mở cổng ra. Vâng. Đem nước ra cô. Có mời thì mời luôn.